Chỉ còn hơn một tháng, cụ thể là cuối tháng 12, các lá phiếu bình chọn cho cuộc đua danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2023 ở các hạng mục nam, nữ và futsal sẽ được các cơ quan, cá nhân gửi phiếu bầu chọn về ban tổ chức giải thưởng là báo Sài Gòn Giải Phóng để chốt giải và tổ chức lễ công bố trao giải ngay sau đó. Trong số 19 cầu thủ trong danh sách đề cử quả bóng vàng nam 2023, Công An Hà Nội, Hà Nội FC, Viettel, BKMX Bình Dương là những đội có nhiều cầu thủ được chọn nhất. 4 cầu thủ còn lại thuộc biên chế các đội Nam Định, Bình Định, Thanh Hóa, Quảng Nam. Từ đây đến cuối năm, đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu quan trọng và chính thức tại vòng loại World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq. Đây sẽ là 2 trận đấu để các cầu thủ nằm trong danh sách rút gọn có dịp thể hiện mình nhằm giành lợi thế trong cuộc đua quả bóng vàng nam 2023. Trong khi đó, nhóm cầu thủ không thi đấu trên đội tuyển quốc gia sẽ có cơ hội thể hiện tại 5 lượt trận của V-League năm 2023-2024 trước khi chốt phiếu bình chọn. Đây cũng là sân chơi lớn giúp các cầu thủ tích lũy thành tích cho chặng đường giành quả bóng vàng. Vì những cầu thủ có nhiều sân chơi hơn chưa chắc nắm lợi thế, bởi ngoài màn thể hiện của cá nhân, còn là thành tích của tập thể đội bóng. Chắc chắn cuộc đua giành danh hiệu quả bóng vàng nam 2023 sẽ còn diễn ra gay cấn khi đây là thời điểm cuối năm. Rõ ràng đến thời điểm này chưa thể nói được cầu thủ nào có nhiều lợi thế, bởi việc thể hiện chính mình ở những trận đấu còn lại của năm sẽ quyết định tới những lá phiếu bình chọn.